Này shop dụng cụ top.net sẽ giải đáp những cái thắc mắc khi anh em mua cái lưỡi sứ này về sử dụng mà gắn không có vừa cái tông đơ của mình. Thì chẳng qua là do cái lưỡi gà của tông đơ của mình á, nó quá dư, là cái phần lưỡi gà này nó bự hơn cái lỗ. Thì anh em sử dụng cái dũa, anh em dũa bớt xung quanh nè cho nó mỏng lại, và ai anh em gắn vô sao mà nó phải sát như vậy với cái lưỡi gà nè, thì cái tông đơ mình cắt mới ngon, không bị kêu nha. Những cái lưỡi gà nào mà nó quá nhỏ thì anh em không có thể sử dụng cái lưỡi này được đâu nha. Còn một số anh em nói là cái lưỡi này cắt không đứt tóc, thì hôm nay là mình sẽ test trực tiếp lên tóc luôn cho anh em coi ha. Đây là một mớ tóc rất dày nè, đó. Rồi mình cắt thử trên một cái mớ tóc dày cho anh em xem coi cái lưỡi này có cắt có đứt tóc không nha anh em ha. Anh em coi kỹ nha. Đó, anh em thấy không? Cắt rất là ngon lành luôn nha anh em, cái mớ tóc là rất là dày luôn nha anh em. Đó, một số anh em nói mua cái lưỡi này về cắt không ăn tóc là sai nha.